nói rất là tiếc đúng không? Rồi rõ ràng là sau khi có được cái bàn thắng mở tỷ số thì cầu thủ Sơn Lam Ngan đã tràn lên tấn công và tạo ra được khá nhiều những tình huống gây nguy hiểm đối với khung thành của FC Thanh Hóa. Và chiều ngược lại thì rõ ràng trong trận đấu ngày hiệp 1 thì cầu thủ Sơn Lam Ngan cũng đã bắt chết được cái vị trí của Papeoma, một trong những hỏi nổ trên hàng công của các cái quan trọng nhất trong lối FLC chơi của Sơn Lam Ngan là họ đã ly gián được bộ đôi mà tôi nghĩ là đây là bộ đôi có lẽ là phải nói là hay nhất với lịch bây giờ rồi, đó là Fire và Oma. Và bên cạnh đấy thì chúng ta thấy đá ở bên dưới cũng đều là những cầu thủ mà cái khả năng tấn công rất là tốt. Hoàng Thịnh sút xa thì chúng ta không cần phải bàn rồi, nhưng cái pha đâm lên của Đình Tùng tôi nghĩ đấy cũng là một cái miếng đánh rất là quan trọng. Nhưng vào thời điểm này thì Sông Lam Nghệ An mới là nguy hiểm, bởi vì họ đã có một bàn thắng làm vốn rồi. Bên cạnh đấy thì cầu thủ của Sông Lam Nghệ An họ còn rất trẻ, và khi cái hưng phấn họ mà đã lên đến đỉnh điểm rồi thì lúc đấy quả thật là tôi không dám chắc là điều gì sẽ xảy ra. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào hiệp đấu thứ hai khi mà các cầu thủ FLC Thanh Hóa sẽ phải dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với sân vận động Thanh Hóa để theo dõi những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu này.